Trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã đưa tin về tình trạng người dân đi làm thuê từ Trung Quốc trở về trên địa bàn huyện. Tiếp tục đến ngày 17 tháng 4 năm 2020, huyện Mường Khương có thêm 148 trường hợp là lao động Việt Nam làm thuê bên Trung Quốc trở về địa phương qua các lối mở đường mòn tại các xã biên giới của huyện là Bản Lầu, Tà Ngai Trồ và xã Pha Long. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đồn biên phòng, cấp ủy chính quyền xã nhanh chóng chốt chặn ngay trên các tuyến biên giới và thực hiện các biện pháp thu dung theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo thống kê, đến 10 giờ sáng ngày 17 tháng 4, có 148 trường hợp đi làm thuê qua địa phận huyện Mường Khương, tăng 39 trường hợp so với ngày trước đó. 39 trường hợp thuộc huyện Bảo Yên, Bảo Thắng 18 người, Bắc Hà 28 người, Simacai 62 người và tỉnh Hà Giang là 1 người. Những trường hợp này có tuổi trung bình từ 15 đến 35 tuổi. Và sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, được huyện Mường Khương tiến hành thu dung theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời được cán bộ chiến sĩ các tổ chốt kiểm dịch COVID-19 của huyện kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời Trung tâm Y tế huyện tiến hành đo thân nhiệt cho các trường hợp trên, khử trùng khu vực các chốt đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo đúng quy định. Trước cái tình hình nhân dân đi làm thuê ở bên Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam, trên cái chức trách nhiệm vụ của đồn biên phòng chúng tôi ấy, trước hết là tập trung bà con nhân dân đưa về cái khu cách ly tạm thời. Cái việc chúng tôi cần phải làm trước hết là phát khẩu trang cho bà con, sau đó là cho rửa tay sát khử trùng, sát khuẩn, sau đó thì bố trí cho anh em nấu cơm hoặc là nấu mì tôm để cho bà con nhân dân ăn ở khu vực cách ly. Sau đó chúng tôi phối hợp với các cơ quan ban ngành của địa phương và cơ quan chức năng để đưa về khu tập trung cách ly tập trung của tỉnh. Trong ngày thứ hai phát hiện các trường hợp đi làm thuê Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện Mường Khương, tại chốt kiểm dịch 161 thuộc mốc biên giới 161 địa phận xã Tà Ngai Trồ, chốt đã phát hiện tổng số 83 trường hợp đi qua tuyến biên giới này. Sau khi nắm được tình hình, cấp ủy chính quyền xã đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, đồn biên phòng Pha Long tiến hành các thủ tục đưa đi cách ly theo đúng quy định. Ngay sau khi nhận được những thông tin mà người dân đi làm thuê Trung Quốc trở về trên địa bàn qua cái địa bàn xã Tà Ngai Trồ, huyện Mường Khương, thì cấp ủy chính quyền xã cũng đã huy động lực lượng công an rồi quân sự xã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức triển khai tiếp đón người dân cũng như là thực hiện các cái biện pháp cách ly tại khu vực biên giới, tiến hành các cái hoạt động như là đo thân nhiệt rồi là thực hiện các cái vệ sinh khử khuẩn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng huy động cái lực lượng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện là mua bánh mì rồi là nước uống để cấp phát cho người dân trong khi mà chờ các lực lượng chức năng đưa đi thực hiện cách ly theo quy định. Ngay sau khi thu dung số lượng công dân trở về, huyện Mường Khương đã đề nghị tỉnh hỗ trợ vận chuyển toàn bộ số công dân trên đến cách ly tại trường quân sự tỉnh Lào Cai. Dự báo trong thời gian tới, số lượng công dân Việt Nam đi làm thuê bên Trung Quốc trở về địa phương sẽ còn tiếp tục. Do đó, huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát biên giới, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời tổng hợp thông tin báo cáo theo đúng quy định.